Trước tiên Thái Hòa xin gửi lời chào đến quý khán giả. Mogu đang nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả. Anh đã tìm cách diễn như thế nào cho nhân vật của mình? Mình chỉ tìm cách nào để mình sống được với những cái khoảnh khắc, cái tâm tư của nhân vật thôi. Cái đó là quan trọng nhất. Anh thích nhất ở nhân vật này là gì? Một nhân vật cũng khá đơn giản thôi, là một người đàn ông tận quyền sống gần như dưới đáy xã hội và khá là khép kín. Và trong câu chuyện thì gặp nhiều biến cố khiến Mogu phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình để dần dần trưởng thành. Mogu không có gì nổi bật, Mogu chỉ có trái tim bao dung, chân thành. Cái sống vì người khác trong Mogu nó lớn và đó là cái mà mình thích từ ở cái nhân vật Mogu. Mình cột tóc rồi mình đi ha cha? À quên, để cho một cột tóc cho con. Trong phim, Mogu ăn đòn khá nhiều, chắc anh cũng khó tránh khỏi những tai nạn nho nhỏ. Đánh trên phim thì không có đánh thật, mà chỉ có đánh giả thôi. Nhưng mà đánh giả rồi bị tai nạn thì nó thành thật thì nó cũng có. Như thí dụ trong phim này thì cũng có vài cảnh, thí dụ như là cảnh mình bị vài khoảng là cầm đạt đánh, rồi trong cú đánh đó thì ở cú ghi hình là mình phải bật ngửa ra, thì trong lúc diễn thì cũng canh cái khoảng trống là đất đai để đất em để diễn, nhưng mà lúc hai anh em chạy với nhau rồi diễn xung quá rồi quên đi là nó ra ngay chỗ cái bãi có mấy tảng đá, thì trong lúc đó mình bật ra thì đập đầu cái bùm cái cao đạt, mọi người đứng mình bản thân mình cũng bị rớt dài ở chỗ đó, xong rồi mình ui da, xong rồi tự nhiên hồi sực nhớ lại bắt đầu mình lại đau đớn tiếp diễn tiếp. Lúc đó thì nó cái tai nạn nó cũng nhiều lắm, nhưng mà cũng không sao. Theo dõi phim, khán giả được chiêm ngưỡng nhiều bối cảnh đẹp. Ít ai biết rằng đoàn phim rất vất vả. Anh có thể chia sẻ thêm không? Cái bối cảnh trên phim thì khi mọi người coi phim thì mình nghĩ là mọi người sẽ cảm thấy thích thú, vì chắc là lâu lắm rồi mới có cái phim mà làm ở cái vùng mà nó có nhiều cảnh trí, nó đẹp và nó mới. Cái sự di chuyển thì rất là mệt, nhất là trong những ngày đầu khi mà những cái bối cảnh nó chưa được xác định rõ ràng, rừng núi rồi cái thời tiết cũng rất là khó chịu. Có thể là lúc nó nắng rồi lát sau nó lại mưa, rồi cứ như vậy, rồi nhiều khi mưa lên là đường trong rừng ngập. Cái bối cảnh thì nó cũng nguy hiểm đó. Tại vì phải chạy băng suối, rồi núi non, rồi rừng rú trơn trượt. Thì suối thì cũng rất là trơn, mà đá thì lởm chởm. Nhưng mà anh em thiết kế thì cũng có phụ, ví dụ như là chà bớt rêu đi, hoặc là mình cũng xuống mình kiếm những cái tảng đá nào ấy mình. Nhưng mà cũng không tránh khỏi cái chuyện là té rồi chạy chật. Mỗi lần cha con Mogu xuất hiện mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Anh và bé Suri đã chuẩn bị như thế nào trước mỗi cảnh quay? Cái đặc thù của cái phim, rồi sự chuẩn bị nó cũng nhanh nữa, rồi người ta bên tổ đạo diễn họ phải dồn sức cho những cái công việc khác. Thì đến ngày quay đầu tiên thì mình mới được gặp bé hạt trẻ, thì cũng bám vào cái nhân vật, bám vào nhân vật rồi bám vào những cái mục đích trong những cái phân đoạn để diễn. Con sẽ đặt tên cho nó là mẹ rớp, cho mua chịu không? Dĩ nhiên cho mua chịu rồi. Thái Hòa mong muốn gửi gắm qua nhân vật Mogu là gì, và liệu rằng cuộc sống của Mogu sau này có tươi sáng hơn? Với mình thì nhân vật Mogu rất là đơn giản. Nó chỉ có cái trái tim chân nhân hậu nó lớn và nó sống chan hòa, làm điều rất mình nghĩ rất là bình thường. Nhưng mà cuối cùng thì nhân vật Mogu nó bằng cái sự chân tình, chân thành đó, nó thay đổi được nhiều cái lớn lao về những nhân vật xung quanh. Thì mình tin là đó sẽ là cái bài học mà ở nhân vật Mogu muốn gửi gắm. Sau này hãy lớn lên, hãy dễ đi làm kiếm tiền nuôi cha Mo, để cha Mo không phải cực khổ nữa. Nhân vật Mogu thì mình không nghĩ là nó đang trong cái đen tối đâu. Nó vẫn có cái sự lạc quan của nó, mặc dù là cái thử thách mà nó gặp thì lớn, nhưng mà Mogu nó vẫn cố thân, nó vận động để vượt qua. Còn đến mà để mà mọi người nhận thấy được nhân vật có cái sự tươi sáng hơn, chắc phải đợi đến cuối phim. Bạn
Năm, bà Năm, bà Năm. Ủa, nó liếc theo bà Năm. Lạnh quá bà Năm. À, không, chậm chậm mới liếc được. Đó. À, quên. Bà Năm đâu có thấy đường đâu. Thấy mẹ vui, tao cũng mừng theo vậy chứ có thấy cái gì đâu. Bà Năm không có thấy đường. À, nhưng mà để cha mô tả cho bà Năm nghe ha. Ờ, ừ, nó cười nhìn... Nhìn nó cười y như quả hồng á bà Năm. Thiệt hả? Giống thiệt không? Ừ, nó cười là tít mắt lại à bà Năm ơi. Ờ. Ủa? Đây! 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 Mày cầm! Thả thử đây cho mày! Đây! 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 Anh Mô! Đây! Anh Mô! Vào! Đây! Mô ra! Đây! Anh Mô! Đây! Anh Mô! Đây! 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 Anh Mô! Đây! Anh Mô! Đây! 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 Anh Mô! Đây! Con, trời sanh ra nó xấu xí chứ nó có phải là ma quỷ gì đâu mà sợ nó. Con không có hơn ông Mô đâu. Đứa nào làm cho mày có bầu? Mày nói cho tao nghe đi. Cái con nhỏ này nó đẻ ban đêm mà sao cái dạ nó sáng còn hơn con mặt trời nữa. Con thương cha Mô con lắm. Tôi không có nuôi cái đầu con quen của thằng Mô rồi. Khóc nữa là tôi giết cha Mô mày luôn á. Con sợ mất cha Mô, con sợ cha Mô